lý luận kiệt xuất của thế giới Vladimir Ilyich Lenin đã có một câu nói rất nổi tiếng, mà câu nói đó thì hiện nay cũng đang được đặt tại một vị trí rất trang trọng tại trường chúng ta. Đó là ngay ở phía sân khấu mà các thầy cô và các em ở phía dưới. Khi nhìn lên thì chúng ta có thể thấy ngay. Đó là câu nói học, học nữa, học mãi. Và trong bức thư gửi học sinh cả nước nhân ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 5 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ kính yêu trong bức thư đó thì cũng đã có một câu nói. Đó là non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có vẻ vang bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Như vậy là hai vị lãnh tụ vĩ đại của thế giới, trong đó Bác Hồ của chúng ta còn là danh nhân văn hóa thế giới, thì đều đã rất đề cao vai trò của học tập. Và đặc biệt là trong 2.5 năm vừa qua, bắt đầu từ đầu năm 2020, toàn thế giới chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID. Những tổn thất mất mát do đại dịch mang tới cho toàn thế giới, chúng ta không thể phủ nhận. Nhưng bên cạnh đó, thì các thầy, cô giáo và các em cũng biết là tất cả các giáo viên và học sinh trên toàn thế giới đã rất thành thạo một cái hình thức học tập, đó là học tập trực tuyến qua các ứng dụng, ví dụ như phần mềm Zoom, Google Meet. Với học sinh trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền thì cả thầy và trò cũng đã ứng dụng, sử dụng những cái phần mềm này để phục vụ cho học tập. Ngoài ra còn sử dụng những phần mềm khác, ví dụ như K12 online. Và không chỉ toàn thể các giáo viên và học sinh trên thế giới được làm quen và thành thạo với hình thức học tập trực tuyến, tức là đã có sự ứng dụng của công nghệ thông tin, mà nhiều lĩnh vực khác của thế giới trong 2.5 năm vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình phòng chống dịch. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta sử dụng phần mềm, trước là phần mềm Bluezone, sau đó là PC COVID để phục vụ cho công tác truy vết, thống kê các trường hợp liên quan tới COVID-19. Và như thế thì chúng ta đã thấy rằng công nghệ thông tin đã góp phần rất quan trọng trong việc giúp cho thế giới có những ứng phó kịp thời với phòng chống đại dịch COVID. Và cái công nghệ thông tin đó cũng chính là thể hiện quá trình học tập, nghiên cứu của con người. Và nhận thức được tầm quan trọng của học tập cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong học tập, đặc biệt là sau thời kỳ đại dịch COVID-19, thì vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 vừa rồi, tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, thì Ban Chỉ đạo Xây dựng Xã hội Học tập của tỉnh đã tổ chức phát động và khai mạc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề đó là thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19. Và tuần lễ thì được diễn ra cao điểm bắt đầu từ ngày mùng 1 cho đến hết ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Và cái việc học tập này không chỉ là chỉ trong tuần lễ này, mà chúng ta còn phải học tập suốt đời, học tập mãi mãi. Và để hưởng ứng tuần lễ này thì trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền cũng chính thức phát động các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, chúng ta hãy cùng hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 của tỉnh Quảng Ninh. Và để hưởng ứng tuần lễ này thì đề nghị các thầy giáo, cô giáo hãy tích cực chủ động trong việc tự học, tự bồi dưỡng để thực sự mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Và mỗi em học sinh trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền hãy chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc học tập, học mọi nơi, mọi lúc, học bằng mọi hình thức để chúng ta có được thêm kiến thức, để chúng ta hoàn thiện về nhân cách, về phẩm chất, để chúng ta có những ứng xử văn minh đúng như mục đích học tập của UNESCO, đó là học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự khẳng định. Và học tập suốt đời là chìa khóa của mọi thành công.
Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh.